bạn, mình đang ở phà bên An Giang các bạn. Nước sang qua cái bến đò đi qua bên chợ Châu Đốc nha các bạn. Thì cái phà này rất xa nè. Đây, sông này sông Châu Đốc phía sau á. Cái bến đò chạy qua đó. Đây có người câu chia rồi các bạn. Thì thấy mặt đò xe đông không nè. Có chiếc du lịch xuống nó cả để dắt xe lên. Kiến trúc rất là cổ. Bên kia phía sau mình đó trên đó là núi Sam nha các bạn. Thì sáng ngày mai mình sẽ đi. Còn giờ là tối rồi không có đi được. Bây giờ là đang 5 giờ rưỡi rồi. Đây là một cái khu mộ của bà Châu Thị Tế các bạn. Thì cái khu này rất là trang nghiêm nha các bạn. Còn khu đó là khu lăng thờ Ngọc Hầu, mình sẽ đi vô trong quay, coi luôn, mình không vô trong nhưng mà sẽ quay cho các bạn xem. Cái này là phía trước nha các bạn. Còn ở đây là phía trong lăng, mình sẽ đi vô trong, mình không có vô trong, mình sẽ đứng với bạn quay cho các bạn xem.
Chào bạn, đây là chợ cái khu vực núi Sam nha các bạn, khu vực phía núi nè. Thì hôm nay là ngày giáp Tết với ngày mùng 3 Tết rất là đông. Thì cái khu vực này có bán chợ gì các bạn, đây tập quá có mắm quá trời luôn. Đây là mắm ruốc Thái 60k một ký. Mắm thấy mắm rất là đã luôn. Này cái con nó thơm rất là thơm luôn. Đây là rất nhiều gian hàng bán mắm nha các bạn. Thì ở Giang Giang Châu Đốc thì vô các loại mắm mà. Thì bên đây có cái sạp nữa, để mình qua coi cái sạp bên đây coi. Đây rất nhiều mắm nha các bạn. Đây là đây là mắm chốt 60.000, nhìn thì thấy rất ngon các bạn mà. Nó nhìn thơm lắm. Đây là chao đường rất là nhiều. Còn đây là mắm cá trèn. Cá trèn là 260.000. Còn đây là mắm cá linh. Mắm cá linh là 50.000 một ký các bạn. Nhìn rất là thơm. Còn bên đây là mắm cá sặc 50.000. Còn đây mắm cá chốt Thái thì không biết cá chốt Thái hay là mắm cá chốt của Việt Nam mà là lấy từ chữ Thái mà ghi là cá chốt Thái. Bây giờ giá 60.000 các bạn. Còn đây là dưa gan này. Còn đây ba khía là 200.000 một ký. Để ngày mai về để mua về sau về nó hư thôi chứ để mua được. Còn đây là mắm cá linh nhưng mà chưa có chao đường, chưa có chao đường nha các bạn. Thì mắm này còn nguyên luôn đó. Còn đây là mắm cá sặc chưa chao đường luôn. Còn cá trèn thì giống bên kia, không có chốt giống bên kia. Còn kia gỏi tô đủ các bạn, đủ to là 40.000 một ký. Đây là mắm cá lóc nha các bạn. Đây là tiệm của bà Giáo Thảo nha các bạn. Đây là tiệm bà Giáo Thảo ở Cô Dung chỗ thầu luôn này, các bạn có thể đặt mắm luôn đó. Mắm Thái 160.000, mắm Thái đặc biệt là 160.000. Đây là mắm cá lóc nha bạn. Cá lóc lớn là 100.000, sao rẻ vậy ta? Cái cá lóc mà rẻ gì, cá lóc chắc nó nặng hơn. Còn mắm cá lóc xô là 120.000. Còn mắm cá mè Vinh là 160.000. Cá mè Vinh bắt như vậy, ở dưới mình không ai ăn hết trơn. Thì ở đây bán rất là nhiều các loại mắm luôn. Thì nói chung ở Châu Đốc An Giang thì mắm nào cũng có bán hết. Thì vô các loại mắm mà. Đây chỗ tôi có bán, nói chung là giá cả giống nhau hết các bạn. Đây là cá khô. Cái khúc đó là món mắm, còn cái này cái đoạn này chưa bán đồ chơi. Với đây là trái thốt nốt các bạn. Còn mè, đây là bánh trà thốt nốt hay sao? Để chúng mình có thể mua thử gì nè. Đây là khô, đây là sạp mắm nữa. Nói chung là nếu mà xuống An Giang thì các bạn chỉ có mua mắm thôi. Đây cái sạc là lò thoa, cái sạc là quá khủng luôn.
sao đây sắp nằm mua luôn. Đây cái thốt nốt các bạn. Cái thốt nốt làm trắng, nó sắc ra rồi, còn cái này là nước thốt nốt. Còn đây là chưa sắc ra được. Đi ngoài thốt nốt các bạn. Cái sâu việc này vẫn bắn mắm luôn. Cái đó là cái đường lên chùa, các bạn thấy không? Lên trên đó thử. Cơm mì hủ tiếu trong chùa cá kho nè, uống vô đi. Xin. Còn khu vực bên đây là bán dạng tạp hóa các bạn. Đủ đồ trái cây. Có giữ xe luôn. Đã bên kia bà giáo Thảo, hôm nay bà giáo Như các bạn. Vậy quán mắm luôn, cái sạp mắm này rất lớn. Còn bên đây vẫn bán mắm luôn các bạn, nói chung là đây rất là nhiều mắm. Chỗ nào cũng bán mắm hết. Đây là chưa cài chạy vô đốc các bạn, chỉ cái khúc chợ của núi Sam thôi. Dưới dốc của núi Sam các bạn. Thì giờ là 6 giờ rồi, nó không hơi tối rồi. Còn khúc bên kia là hàng quán ăn. Đây giật bán mắm luôn các bạn. Tôi lên toàn là mắm. Giá thì giá cả giống nhau, không có khác. Giờ hôm nay mùng 3 Tết thì mình đang ở mùng 3 Tết nha các bạn. Thì tất cả các nơi đổi về đây cúng bà, lễ bà rất là nhiều. Đây thì khu vực bán mắm là quá, còn ra qua kia thì khu vực bán thức ăn nhanh các bạn sau giúp chùa. Thì để lên núi các bạn có thể thuê cái chiếc xe này. Còn bên đây là cái bên trái các bạn, đó là khu vực bán đồ tạp hóa nha các bạn, bán bánh thức ăn nhanh. Thì hôm nay đi ngày Tết thì mùng 3 Tết thì thấy đông, nhưng không biết ngày thường mình chưa đi đó, chưa đi ngày thường không biết cái đông không. Còn đây là Tây An Cổ Tự. Đây là khu vực bán quà lưu niệm các bạn. Đây khu vực bán cá nướng Đà Lạt các bạn. Thì nha, theo phong cách Đà Lạt. Thì ở vị An Giang với Thiên Đường có thốt nốt, cái thốt nốt các bạn, với bánh thốt nốt. Với
mệt thôi không? Và các sản phẩm của vị khách để đi kèm với bạn. Bắt đầu uống rượu. Bắn canh vào heo các bạn. Đây là heo quay. Đây là khách xe các bạn, thì để lên núi thì núi xe để lôi chở đi các bạn. Nãy ở kia than là hai bà kia mập quá, chạy đi không nổi. Thì giá cơm này cũng rẻ, cái mắt là xương sườn 25.000 đúng giá rồi. Thịt kho tép 25, thịt kho 25. Thì cơm chay 15 đó là đúng giá rồi các bạn. Cơm da này cũng nè. Cơm bún bánh canh này kia. Đây là khu vực bán hồ lưu niệm. Cơm nhà bán luôn. Uống ghế đi cậu ơi. Có bún mắm cũng được. Thì giờ cũng hơi tối rồi các bạn, 6 giờ mấy 7 giờ rồi, thì 6 giờ rưỡi rồi. Thì 6 giờ tối gian còn rất là sáng. Cái nó đại xíu nha. Thì khách đang đổ về càng đông. Vật bán cái này thấy cái me các bạn, me bột cộng kia me thái, còn cái này như cái ống cái gì đó chưa ăn cái này các bạn. Cùng me thái 7.000 70.000 ký các bạn. Rồi thôi nha các bạn, thì clip tới đây sẽ là thôi các bạn, mình sẽ sáng ngày mai sẽ đi cái chợ Gia Đốc. Đây chỉ là cái chợ dưới khu vực núi Sam thôi các bạn. Đây, chỉ là chợ khu vực dưới núi Sam. Thì sáng ngày mai mình sẽ lên cái khu vực núi Sam mình xong rồi đi qua cái khu tiệm rừng cốc của An Giang xem thế nào ở đi tôn các bạn. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh đó để theo dõi các video tiếp theo nha các bạn. Thì video mình tới đây là kết thúc nha. Thì để mình đi tham quan mấy cái điểm rồi ăn xong rồi đi về ngủ nữa các bạn.